Thưa quý vị, trước những vướng mắc kéo dài dẫn đến việc thiếu thuốc và vật tư y tế, từ tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã có nghị quyết số 30 để tháo gỡ khó khăn này. Và tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra, khi thảo luận về dự án luật đấu thầu sửa đổi, việc đấu thầu trong lĩnh vực y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn tiếp tục được các đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm đặc biệt. Từ đầu tháng 3 đến nay, ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết 30 để tháo gỡ những vướng mắc cho ngành y tế, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng cũng như bệnh nhân đã đón nhận với tâm lý phấn khởi bởi thuốc và vật tư y tế sẽ được đảm bảo chứ không còn thiếu thốn cục bộ như trước đây. Tại bệnh viện Đà Nẵng, nơi đón hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày, đơn vị đã cấp tốc chuẩn bị công tác đấu thầu, xóa bỏ tình trạng đắp chiếu thiết bị y tế tại đây. Rà soát từng vấn đề một, ví dụ như là các gói thầu vật tư thiết bị y tế riêng, gói linh kiện riêng, gói máy móc thiết bị chuyên dụng riêng, rồi các vấn đề liên quan tới thanh quyết toán riêng, các hệ thống máy đặt máy mượn riêng và các xét nghiệm riêng, và đồng bộ cùng lúc thì tất cả các cái bộ phận chức năng cùng vào cuộc để mà đẩy nhanh một cách thần tốc tất cả những gói thầu để phục vụ bệnh nhân. Chính phủ chủ trương đó thì tôi rất là đồng tình và tôi rất hoan nghênh, bởi vì thực tế tôi là người dân mà tôi thấy đến các bệnh viện mà đầy đủ thuốc mang và cái phương pháp điều trị tôi rất yên tâm. Với nghị quyết 30, có thể thấy nút thắt về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở hầu hết các bệnh viện trong cả nước được gỡ bỏ. Tuy nhiên, trong dài hạn, vấn đề này cần được cụ thể hóa trong luật. Tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo luật đấu thầu sửa đổi. Theo dự thảo thì đã dành hẳn chương 5 quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý tại nhiều điều khoản để quy định rõ ràng, cụ thể trong luật nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang được dư luận quan tâm về vấn đề mua thuốc, vật tư thiết bị y tế. Trong đó đã tiếp thu chỉnh lý các điều khoản liên quan về chỉ định thầu trong mua thuốc, vật tư thiết bị y tế, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua sắm vaccine trong quá trình thử nghiệm, áp dụng tùy chọn mua thêm, mua sắm tập trung, bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và chỉnh lý quy định về ưu đãi trong mua thuốc. Từ thực tiễn đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy năng lực đáp ứng và tiếp cận các vật tư y tế, trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Điều này xuất phát từ việc các quy định về quản lý, đấu thầu trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung tình huống khẩn cấp với đặc thù này. Các quy định về quản lý, đấu thầu trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập. Để tháo gỡ những hạn chế bất cập này, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự án luật nội dung khi có tình huống khẩn cấp, tổ chức được giao mua sắm có thể ứng trước hàng hóa để phục vụ đúng mục đích, yêu cầu cấp bách theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sau đó thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định. Đến nay, Quốc hội cũng đã ban hành luật khám bệnh chữa bệnh và hiện đang xem xét thảo luận thông qua về luật giá sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi. Với sự đồng bộ hệ thống pháp luật sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn cho việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.